bốn người đúng không? Dạ. Em cảm ơn anh. Rồi tạm biệt nha mấy anh em. Dạ, dạ, em gặp lại. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều nha. Mọi người về có thể mở kênh YouTube Phóng Sanh coi nha. Dạ dạ dạ. Và đa tại công đức các Bồ Tát rất nhiều anh chị đồng. Chắc cũng có chúng mình trong đó. Dạ có. Kênh YouTube Phóng Sanh. Công đức vô lượng à. Dạ dạ dạ. Mọi người có nhắn gửi gì không? Dạ cảm ơn. Dạ, dạ. Bán quyền cho nó bắt không được. Bắt bà anh Vũ.